thấy ông nội khóc lóc trong đêm giao thừa. Mùng 2 Tết, chủ nợ đem nải chuối nén hương đi đòi tiền, công an xuất hiện, đám đông mới giải tán. Cháy kho khí tài quân đội sáng ngày mùng 2 Tết. Điều tra vụ nam thanh niên qua đời trên đại lộ Phạm Văn Đồng vào tối ngày mùng 1 Tết. Đầu xuân năm mới, thay mặt đội ngũ sản xuất chương trình, Quỳnh Anh xin gửi tới quý vị lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Bên cạnh những giờ khác quây quần bên gia đình, cảm ơn quý vị đã bớt thời gian để mở kênh tin tức cập nhật thông tin mới. Dòng chảy tin tức thời sự vẫn tiếp diễn với những thông tin nóng hổi. Mời quý vị nhấp chén trà xuân và đón xem bản tin ngay sau đây. Cứ ngỡ đâu sau khi ba đệ tử bị bắt tạm giam thì ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, sẽ ngừng náo loạn mạng xã hội. Thì mới đây thấy ông nội lại có màn khóc lóc trong đêm giao thừa. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, thời gian qua các cơ quan của tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của các tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ nhà bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, hiện nay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Các đơn thư tố cáo của người dân đa phần bức xúc các hoạt động lợi dụng tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, loạn luân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Cứ ngỡ rằng khi ba đệ tử đã được đi bóc lịch, một người bị cấm cung tại nơi cư trú sẽ giúp cho Tịnh Thất Bồng Lai phải e dè, sợ sệt, không có động thái gì nữa để cộng đồng mạng bớt ném đá. Thì vào đêm giao thừa vừa qua, thấy ông nội Lê Tùng Vân lại lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng khi lên sóng khóc lóc cho rằng ba đệ tử của mình bị hàm oan. Cụ thể trong livestream, giọng một người đàn ông cho biết đêm nay là đêm giao thừa. Thiền am ngồi đầy đủ tại Tịnh Thất để tổ chức buổi lễ nhỏ để chào đón năm mới. Nhưng riêng chỉ thiếu ba thể Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương đang bị tạm giam. Trước sự vắng mặt của ba đệ tử ruột đang phải ăn Tết sau song sắt, thấy ông nội Lê Tùng Vân đã khóc nức nở ám chỉ rằng ba đệ tử của mình bị oan, khi không lại bị bắt. Sư phụ có nhiều điều muốn nói đến khán giả, nhưng mà sư phụ xúc động, bởi tự nhiên ba thầy trong thiền viện lại phải ở tù, làm nhiều người tưởng ba thầy bị gì nặng nề lắm, nếu như gì lớn lắm, ở tù đến chết luôn. Bên cạnh việc khóc lóc nức nở vào dịp đầu năm, thấy ông nội vẫn không quên gửi đến khán giả và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến mọi người. Cũng như mọi năm, thầy gửi đến các khán giả, thính giả, cộng đồng mạng được mọi điều may mắn, tốt đẹp, hạnh phúc, vợ chồng con cái, bố mẹ sum họp vui vẻ. Mong con cọp đến sẽ xóa tan những ưu phiền năm cũ, đón đẹp đẽ huy hoàng của năm mới. Thôi mệt quá, thầy nói không nổi. Sau khi được nghe câu, năm nay Thiền Am ăn Tết không đầy đủ, không vui vẻ gì, mà ở đây tổ chức Tết chỉ để cho các bé vui, cho các bé có cái Tết với người ta, chứ người lớn lo nhiều chuyện, không có tâm trạng. Thầy ông nội một lần nữa xúc động, nhớ đến ba đệ tử, không biết trong tù cuộc sống của họ như thế nào. Ông Lê Tùng Vân xúc động nói, ở trong tù, ba thầy Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương cũng thần giao cách cảm khi biết rằng tại Thiền Am đang làm lễ tiễn năm cũ đón năm mới. Ba thầy cũng đang cầu nguyện cùng Thiền Am để đất nước thanh bình, vui vẻ, để hạnh phúc đến với muôn người, muôn nhà. Ngoài ra nói về việc Thiền Am bị hạn lớn vào đầu năm, thấy ông nội cho rằng đây chỉ là thử thách mà ông cùng các đệ tử phải trải qua trước khi đắc đạo. Nguyên thiền viện vừa qua gặp hoạn nạn lớn, đây cũng là thử thách lớn trên con đường tu đạo. Mong rằng qua năm mới này được tốt đẹp hơn, ba đệ tử gặp nạn, mong sẽ học được bài học, tiếp tục hiền lành như trước. Trước hiền sao, bây giờ hiền như vậy, dù cuộc đời đối xử như thế nào thì kệ, ông Lê Tùng Vân nói. Sau khi đoạn livestream khóc lóc kể lể và tỏ ra oan ức của thầy ông nội ngay đầu năm mới khiến cộng đồng mạng bức xúc, đa phần những cộng đồng mạng đều để lại những bình luận châm biếm, cà khịa thầy ông nội cùng với ba đệ tử. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Một đoạn clip ghi lại cảnh đòi nợ vào ngày mùng 2 Tết ở Sơn La gây được sự chú ý trên nhiều diễn đàn. Chủ nợ đem nải chuối nén hương kéo theo bộ loa mic, hò reo gọi tên con nợ ầm ĩ. Theo như lời chủ nợ chia sẻ trong clip, con nợ đã cuộm mất số tiền lên tới 300 triệu đồng, vay suốt 5 năm chưa trả. Gia đình chị rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt, phải đi bán đất. Em phải đi đòi nợ để người ta trả, em không lừa đảo gì cả, em phải bán cả đất trả người ta. Đã 5 năm rồi, nếu 3 triệu thì bố thí, nhưng đây 300 triệu. Ô tô, nhà lầu, xe hơi rất to, mọi người nhìn xem, chủ nợ nói. Phía bên trong nhà con nợ đóng cửa then cài, song tiếng nhạc từ phía trong vẫn phát ra vang vọng, át cả tiếng chủ nợ. Công an đã ngay lập tức xuất hiện, giải tán đám đông hiếu kỳ đứng xem. Thấy chủ nợ lì lợm vẫn quyết ngồi bên lề đường, công an cảnh cáo sẽ tịch thu bộ loa cùng với những đồ đạc xung quanh. Người phụ nữ lúc này mới bất đắc dĩ dọn dẹp tấm chiếu, đứng lên dọn dẹp đi về. Trước khi đi còn hứa hẹn mùng 5 sẽ quay trở lại để đòi tiền tiếp. Đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng dù nợ nần thì người phụ nữ cũng không nên mang đồ cúng bái đến trước cửa nhà người khác như vậy, vừa gây mất an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan điều tra quân sự đang vào cuộc điều tra vụ cháy trong khu vực kho quân khí của đơn vị quân đội đóng quân tại Gia Lai. Theo nguồn tin của chúng tôi, cơ quan điều tra quân sự của Bộ Quốc phòng đang cùng các lực lượng chức năng tại kho KXXX, Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ xảy ra tại huyện Ia Grai, Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 2 tháng 2, tại khu vực đơn vị quân đội tại địa bàn xã La Sao, Ia Grai và giáp danh phường Yên Thế, thành phố Pleiku, người dân phát hiện một đám cháy kèm theo các tiếng nổ. Cột khói bốc cao đến hàng chục mét. Đây là đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, đơn vị này quản lý, bảo vệ các vật tư quân sự. Vào sáng cùng ngày, nhiều lực lượng đã đến hiện trường để hỗ trợ dập tắt đám cháy và di rời người dân vùng lân cận ra khỏi địa bàn để tránh trường hợp xấu xảy ra. Vụ cháy diễn ra với quy mô không lớn, tuy nhiên vụ cháy đã tạo ra một lượng khói lớn kèm theo những tiếng nổ nhỏ nên người dân tại các khu vực này khá hoảng sợ. Vụ việc chưa có thông tin cụ thể về số người thương vong, nguồn tin cho biết. Liên quan đến vụ việc trên, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị cơ quan điều tra quân sự quân khu 5 và Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52 đã đến hiện trường. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 2 vụ cháy nổ tại các kho vũ khí của lực lượng quân đội đóng quân tại địa bàn tỉnh này. Cụ thể vào khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2018, tại kho vũ khí quân sự thuộc quản lý của Quân đoàn 3 Bộ Quốc phòng ở huyện Mang Yang, Gia Lai cũng xảy ra một vụ nổ lớn. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Vào tối ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, người dân nghe tiếng hô hoán trên đại lộ Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chạy ra thì phát hiện một nam thanh niên đã nằm qua đời trên lề đường. Vào sáng nay, công an phường Hiệp Bình Chánh đang phối hợp cùng công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên qua đời trên đại lộ Phạm Văn Đồng vào tối ngày mùng 1 Tết. Trước đó vào tối ngày mùng 1 Tết, người dân sinh sống tại đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn gần cầu Gò Dưa, hướng đi cầu vượt Đinh Xuân, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nghe tiếng hô hoán nên chạy ra xem. Khi ra tới nơi, mọi người phát hiện một nam thanh niên nằm bất động bên lề đường. Kiểm tra thì nam thanh niên này đã qua đời từ trước nên mọi người báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra. Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là JQT, sinh năm 1993, ngụ quận Gò Vấp. Một số người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có nghe tiếng hô hoán cướp, cướp. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã hết. Chúc quý vị một năm mới mạnh khỏe, phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.